Tommy oversize nha, kiểu cánh dê nha, oversize là dành cho mấy bạn từ 50 cho tới 70 kg mặc được nha, 75 kg cũng có thể vừa ha. Form là form cánh dê, form là form cánh dê nha. Form cánh dê ở đây có túi ha, chứ vải là vải von nha, vải von ha, vải von mặc sẽ rất là mát luôn nha. Mình có thể mặc như một chiếc áo sơ mi bình thường, mình phối với quần sọt dài hay là những chiếc váy cũng được ha, mặc áo vô quần là phối với quần sọt, đóng thùng hoặc là bỏ ngoài hoặc là mình cột cũng được nha. Áo sơ mi rất là dễ mặc luôn, đặc biệt là cái mẫu này nè, sọc dọc mà màu xanh đậm nữa, mặc lên rất là gọn người luôn nha, cảm giác rất là thon gọn luôn ha, mặc lên người rất là thon gọn luôn nha. Áo áo này là áo tay dài ha, kéo lên thôi, bạn có thể xả form xuống ha, có cái nút cà ở đây nha, còn phần cánh dê ha.